Hello, chào mừng bạn đến kênh mình nha. Vào test chơi Kiss the Buddy. Và đối với các bạn, biết mình đang chuẩn bị vũ khí gì? Sẽ được bật mí xong bây giờ. Tính Hey, hey, let's get down to Để tí business. là một chú lion nha. Chú sư tử đã được thả ra. Rồi phanh. Chú đã tấn công vào Buddy bé bỏng. Nhìn bé bỏng của chúng ta đang bị sờn nào. Mình sẽ chọn đến Cooper Dragon dòng khả lửa ấu đi à, vẫn chưa tại vì đi chưa tỉnh. Nhân tiện thì mình bóc bóc cái giấy từ gần ra chữ subscribe là nhớ đăng ký kênh cho mình subscribe. Ok, giống nó bắt đầu bay qua một quả lửa. Sống phèo bước đi. Cắm đi. Xong luôn. Đây là máy chú chuột thực cống xuất hiện là tấn công. Ngày bố linh với Buddy để cùng xem Buddy còn lại gì sau một đợt chùa chạy qua. Còn lại vài bộ hài cốt nha. Chứng tỏ là đợt chuột này cực kỳ mạnh, cực kỳ ghê gớm nha. Đây là một đàn kiến con. Đàn kiến con tấn công Buddy. You're killing me. The pain. You're killing me. Oh, oh, oh. Guy. Mà không có ai killing Woody cả. Sẽ chậm từ và oh chậm my rãi god. thôi. Ouch. Ouch. No. Oh. Một pha cũng chỉ còn lại toàn bộ hài cốt. Bởi vì những con vật ở đây quá là mạnh. Mình sẽ chuyển qua một chút à. Cloning đi. Nó bị đẩy con nha. Đẩy con cái gì? Sáu đứa rồi. Không để được nữa. Nhưng mà chú Woody nghe đi ở trên sân trường nè. Baby Woody. Nếu mình làm mất mấy con đấy là bước đi sẽ bị thương nha. Để tình thương của bố mẹ dành cho baby bước đi. Đó, đến nắp ao luôn mà. Đau đớn quá, không thể chịu nổi. Acid container. Một bình acid cho bước đi vào. You're a terrible person. I can't feel anything. I'm in a world of pain. No. Bước đi đã xa rồi. Còn đây là mấy khí long wing gà. Khí cười nha. Thì hít phải khí này sẽ giúp bạn bị cười. Và bước đi thì bị cười này. Bước đi. Đây rồi. Đó. Thì đã phải cười. Thì chẳng mắt rồi. Mày đi cười này. Xong luôn. Đến vũ khí khác đây. Xem một chút nè. Machine. Cho đi này. Và ép dẻo. Ép plastic. Lấy ngay. Học. Mỏng như từ giấy này nè. Dậy à. Dậy cho tôi à. Mà ép cho bé cho tôi. Hả?
kiểu như vậy. Không nhập cho biết luôn. Harvester đi. Ok. Nào xử lý. Nhìn nát mới đi. Mong một chiếc xe gặt lúa. Một đĩa là cướp lúa cực kỳ sạch sẽ. Mình sẽ đến với gần lâu nào. Vũ khí dùng để tử hình cực kỳ gọi là phản cảm à. Đấy cũng chưa phản cảm. Nhìn nó hơi bị ghê rợn không. Thế mình sẽ đến với gần lâu tìm ghê hơn. Rồi chúng ta chúng tôi đi đang khóc anh rất là thương. Mình sẽ để nó đi một chút nữa. Được, hết nước mắt à? Hết nước mắt rồi, trả giá rồi. Giá sẽ tội lỗi của mình đã gây ra. Chào đến Galatina. Chúng ta đi vào. Nhanh tỉnh dậy khóc đi. Khóc đi chờ chi. Chưa khóc à? Ngay là sẽ khóc mà. Choose something else. Choose something else này. Này thì nói nhiều. Thì mình sẽ lấy tổ kính. Nhớ bút đi vào đây. Xì hơi. Một chút khí ra. Wow. Bịt mồm, bịt mũi. Oh please God, no please. No please God. Đi nói xin tha nhưng mà không ai tha cả. Chúng đi trong những người gà. Mà đang bị knock out rồi. Khí gà quá là độc. Nó mới đi lên ngồi tí. Với kiếp xe. Nó mình sẽ giật nước nha. Cho nó đi bị cuốn trôi. Và giật nước đi vào lòng người. Bi gắn đi. Làm phá bi gắn nào. Cậu vỡ tan tành. Thêm phá nữa. Đó. Ô, không bị vỡ à? Sao nhỉ? Sao vừa đi trải nghiệm Metarack đi. Khóc à? Khóc lóc mà. Xăm buồn. Máy bơm ừ. Máy bơm bơm hơi nha. Bơm cho vừa đi đéo lên. Thời bơm. Và tạm thời bơm vừa vừa lên. Mình đi đã không chịu nổi. Xin chúng Crusted à. Nhiệm vũ khí. Đi vào đây và tăng ga. Vào đây. Tăng ga nào. Bằng vỡ tàn. Vỡ tàn là như thế đấy. No. Chỉ để cưỡi bò. Đó, đó. No.